Chào mừng tất cả các em học sinh cùng đến với chuyên đề tiếp theo của môn địa lý. Trong chuyên đề này, thầy sẽ giới thiệu các em về kỹ năng biểu đồ và kỹ năng Atlas địa lý Việt Nam. Đây là hai kỹ năng rất quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong bài địa lý. Mời các em cùng đến với nội dung chi tiết. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về biểu đồ thì chúng ta sẽ có là cách chọn đúng biểu đồ. Chúng ta sẽ có cách nhận xét và giải thích. Và thứ ba là một số bài tập về rèn luyện. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung đầu tiên đó là cách chọn đúng biểu đồ. Fighting, fighting. Giúp bạn tự tin. Thì tốt. cùng bạn tự tin thi tốt. Để thực hiện tốt bài biểu đồ, các em cần phải đảm bảo 3D đó là đúng, đủ và đẹp. Để vẽ biểu đồ chính xác hoặc tròn biểu đồ chính xác thì cái quan trọng nhất là các em phải vẽ đúng. Và để thực hiện bài vẽ hoặc là tròn biểu đồ đúng thì các em cần phải lưu ý năm từ khóa sau. Đó là cơ cấu, tỷ trọng, tăng trưởng phát triển biến động và một cái từ khóa dài đó là tốc độ tăng trưởng dựa vào những từ khóa này và số năm hoặc là số mốc năm hoặc là đối tượng thì các em sẽ chọn được cái biểu đồ chính xác nhất và bây giờ chúng ta sẽ có một cái bảng ghi nhớ đối với những bài mà có từ khóa cơ cấu tỷ trọng mà có số năm là một hai ba thì chúng ta sẽ thực hiện về biểu đồ tròn minh chứng là sách giáo khoa trang 93 113 Atlas trang 21, 22 và 25 Còn những cái bài mà có số 5 Là trên 3 năm 4, 5, 6 vân vân Thì chúng ta sẽ chọn biểu đồ đó là biểu đồ miền Minh chứng là sách giáo khoa trang 82, 138 Atlas trang 15 và trang 17 Từ khóa thứ hai đó là tăng trưởng phát triển biến động Và trên 3 năm thì chúng ta sẽ về biểu đồ đường Minh chứng ở đây là sách giáo khoa trang số 8, 10 và 138. Không có năm từ khóa trên. À, mà cái số 5 thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng, 1 năm, 2 năm hoặc là nhiều năm thì chúng ta vẽ biểu đồ cột. Sách giáo khoa trang 111, Atlas trang 15, 20 và 21. À, đối với bài có từ khóa dài đó là tốc độ tăng trưởng hoặc là chỉ số tăng trưởng mà trên 3 năm thì chúng ta sẽ vẽ biểu đồ đường những biểu đồ đường tốc độ tăng trưởng với năm đầu bằng 100%. Các em có thể xem minh chứng ở sách giáo khoa trang 98, bài 23. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có một số trường hợp đặc biệt như là bài có hai đơn vị. Nếu mà bài có hai đơn vị mà 1 năm, 2 năm, 3 năm thì chúng ta vẽ biểu đồ cột như Atlas trang 22. Nhưng bài có trên 3 năm thì các em vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường, sách giáo khoa trang 119, 142, Atlas trang 17 và trang 25. Trường hợp đặc biệt thứ hai đó là bài có 3 đơn vị, ví dụ như là diện tích là nghìn hecta rồi sản lượng là triệu tấn, năng suất là tấn trên hecta Mà bài có 1, 2, 3 năm thì chúng ta sẽ về là biểu đồ cột. Mỗi đơn vị là một biểu đồ. Còn bài mà trên 3 năm thì chúng ta về biểu đồ đường là biểu đồ đường tốc độ tăng trưởng với năm đầu là 100%. Đó là hai cái bảng ghi nhớ để giúp các em nắm tốt và tròn tốt các dạng biểu đồ. Và bây giờ chúng ta cùng đến với các cái ví dụ minh họa trong Atlas và sách giáo khoa. Các em sẽ có là Atlas trang 21 thì là bài có từ cơ cấu à, giá trị sản xuất công nghiệp của hai năm thôi, năm 2000 và năm 2007 thì chúng ta thể hiện là biểu đồ tròn. Các em quan sát Atlas trang 22 và cùng có tiêu đề là tỷ trọng giá trị sản xuất của 3 năm 2000, 2005 và 2007. Như vậy, có 3 năm và có từ tỷ trọng là chúng ta vẽ biểu đồ tròn. À, đối với bài mà không có năm từ khóa ở Atlas trang số 22 và cái tiêu đề chúng ta xác định cũng không thấy từ khóa đó là giá trị sản xuất của công nghiệp à, của 3 năm thì chúng ta sẽ về biểu đồ cột. À, bài cũng không có năm từ khóa ở trong sách giáo khoa trang 111 thì các em có thể thấy được là số lượng trang trải phân theo năm thành lập trang trải và phân theo vùng thì không thể hiện năm từ khóa cho nên chúng ta sẽ về biểu đồ cột. Tiếp theo đó là Atlas trang số 17 đó là à, cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế và mốc năm ở đây thì khá là nhiều. Và từ cái giai đoạn năm 1990 đến năm 2007 chúng ta có nhiều mốc năm trên 3 mốc năm. Cho nên trên 3 mốc năm mà có từ cơ cấu thì các em về biểu đồ đó là biểu đồ miền. Tiếp theo sách giáo khoa trang số 8 thì các em có thể xác định được ngay đó là một cái biểu đồ về tốc độ tăng. À, như vậy tốc độ tăng của một cái đối tượng nào đó mà nhiều năm thì chúng ta thường vẽ biểu đồ đường. Tiếp theo là trang số 15, atlas địa lý Việt Nam thì à, tiêu đề là dân số Việt Nam qua các năm. Như vậy không có năm từ khóa thì chúng ta thực hiện bài vẽ biểu đồ cột. Các em có thể xem thêm atlas trang 21 và trang 24 để nắm tốt bài hơn. Atlas trang 24 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của 4 mốc năm như vậy chúng ta về biểu đồ cột và tiếp theo đó là trường hợp đặc biệt thì ở đây chúng ta sẽ có trường hợp đặc biệt thì chúng ta xét về đơn vị ở bài này chúng ta sẽ có đơn vị là triệu lượt người thể hiện cho khách quốc tế và khách nội địa và nghìn tỷ đồng thể hiện cho doanh thu như vậy bài này là có tới 4 mốc năm và hai đơn vị cho nên chúng ta sẽ về biểu đồ kết hợp Trường hợp đặc biệt tiếp theo là đơn vị là triệu tấn và đơn vị là tỷ kWh. Triệu tấn được thể hiện cho sản lượng về dầu mỏ và than, còn tỷ kWh thể hiện cho sản lượng về điện. Cho nên bài này có 4 mốc năm và hai đơn vị cho nên chúng ta sẽ vẽ biểu đồ kết hợp. À, chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo đó là nhận xét và giải thích biểu đồ. Đối với bài có 1 năm ta xếp hạng nhất gì ba. Ta có ví dụ sách giáo khoa trang 69 mật độ dân số một số vùng của nước ta năm 2006 thì các em thấy được là mật độ dân số các vùng là không đều. Đông nhất là đồng bằng sông Hồng với 1.225 người trên km vuông. Đông nhì là Đông Nam Bộ 551 người trên km vuông. Còn thấp nhất là Tây Bắc với 69 người trên km vuông. Còn thấp nhì là Tây Nguyên với 89 người trên km vuông. Như vậy là mật độ dân số giữa các vùng là không đều. Ở trong phần này thì các vùng đồng bằng thường có mật độ dân số cao còn ở vùng miền núi mật độ dân số thấp. Chúng ta có ví dụ số 2, Atlas địa lý trang 30. Chúng ta tìm hiểu về cơ cấu uh, GDP theo ngành của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thì các em sẽ thấy được rằng là cái cơ cấu của GDP theo ngành là không đều. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng là cao nhất 49,1%. Thứ nhì là dịch vụ 41,4%. Và thấp nhất là nông lâm ngư 9,5%. Như vậy là cơ cấu GDP theo ngành ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là một cái cơ cấu tiến bộ và hướng phát triển ở đây là hướng phát triển theo hướng công nghiệp hóa. Chúng ta cùng đến với một cái ví dụ bài có 2 năm trở lên thì ta nhận xét theo hàng dọc và hàng ngang thì chúng ta sẽ có một số nội dung cơ bản đầu tiên. Theo hàng ngang thì các em theo thời gian theo năm thì chúng ta sẽ nhận xét là tăng hay giảm liên tục hay không và số liệu. Theo hàng dọc thì các em sẽ so sánh theo từng mốc năm yếu tố nào dần đầu chiếm bao nhiêu, yếu tố nào dần cuối chiếm bao nhiêu phần trăm. Nếu các năm giống nhau thì ta gộp chung ta nói một lần. Về kết luận thì tùy theo câu hỏi mà chúng ta có kết luận phù hợp khoảng 2 đến 3 dòng. Mà quan trọng nhất là chúng ta nhận xét được cái việc là tăng hay giảm và lưu ý là chúng ta nhận xét là ngắn gọn, đủ ý, có số liệu dẫn chứng, không dài dòng, không lan man. Ở đây chúng ta có một cái ví dụ cơ cấu kinh tế theo ngành ở vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 86-2000. Thì các em thể thấy được rằng là tỷ trọng về nông nghiệp là có xu hướng giảm liên tục. À, tỷ trọng về công nghiệp là xu hướng tăng liên tục. Tỷ trọng về dịch vụ là tăng liên tục. Và chúng ta có số liệu kèm theo. Thứ hai chúng ta nhận xét theo dòng dọc. Thì vào năm 86 thì tỷ trọng của nông nghiệp lớn nhất. Năm 90 tỷ trọng của nông nghiệp cũng lớn nhất năm 95 và năm 2000 là tỷ trọng của dịch vụ lớn nhất. Như vậy về cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông Hồng là có, có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang dịch vụ. Chúng ta chốt cái phần nhận xét theo hàng dọc. Như vậy năm 86 đến năm 90 là dần đầu là tỷ trọng nông nghiệp. Còn năm 95, 2000 là dần đầu là tỷ trọng dịch vụ. Như vậy là có sự chuyển dịch cơ cấu từ ngành nông nghiệp sang dịch vụ và vùng đồng bằng sông Hồng đang đi lên theo cái hướng đó là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. À, chúng ta lưu ý là chúng ta có thể sử dụng cái nội dung liên quan bài học để chúng ta giải thích, bên cạnh đó chúng ta cũng có thể sử dụng cái công thức, các mối liên hệ giữa các đại lượng để chúng ta giải thích. Và bây giờ chúng ta sẽ có một số cái nội dung liên quan đến bài học. Thí dụ như là bảng 16.1 cơ cấu dân số theo nhóm tuổi nước ta thì tỷ trọng của nhóm từ 0 đến 14 tuổi là xu hướng giảm là do chúng ta thực hiện tốt cái kế hoạch gia đình, chính sách dân số. Thứ hai đó là nhóm từ 15 năm 9 và trên 60 tuổi tăng là vì kinh tế phát triển, y tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện, rồi tỷ lệ tử thì giảm, tuổi thọ tăng. Như vậy chúng ta dựa vào nội dung bài học chúng ta giải thích cho cái bảng số liệu này. Bên cạnh đó chúng ta sử dụng công thức tính để lý giải, chúng ta có một cái công thức ví dụ sản lượng lương thực thì bằng diện tích lương thực nhân cho năng suất, đơn vị là tấn hay là triệu tấn. Nếu như là sản lượng tăng nhanh thì là do diện tích mở rộng và tăng năng suất còn diện tích giảm mà sản lượng tăng thì chứng tỏ năng suất phần tăng nhanh trong phần này thì các em có thể lưu ý thêm nữa đó là bình quân lương thực thì bằng sản lượng lương thực chia cho dân số dân số tăng thì bình quân lương thực nó sẽ giảm sản lượng tăng thì bình quân lương thực nó sẽ tăng mà muốn bình quân lương thực tăng thì sản lượng thì phải tăng và đồng thời là giảm tỷ lệ à, tăng dân số như vậy đây là dựa vào cái công thức và mối liên hệ giữa các đại lượng để chúng ta có những cái giải thích chính xác. Chúng ta đến với một số bài tập rèn luyện. Các em cùng đến với bài số 1 là cái à, lao động à, từ 15 tuổi trở lên theo thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2010-2018 đơn vị là nghìn người. Và trong phần này thì yêu cầu là để thể hiện cơ cấu lao động à, từ 15 tuổi trở lên theo thành thị nông thôn của nước ta năm 2010 đến năm 2018. Như vậy trong bài này thì chúng ta thấy được rằng là bài này là có tới 4 mốc năm. Đặt cái yêu cầu là trên 3 mốc năm. Có từ khóa cơ cấu. Cho nên để thực hiện bài này thì chúng ta sẽ có cái việc là xử lý số liệu ra phần trăm và chúng ta phải biểu đồ miền. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án C là đáp án chính xác. Câu số 2 cơ cấu lao động theo ngành kinh tế của nước ta năm 2005 và 2015 đơn vị phần trăm và bài có yêu cầu là cơ cấu và thể hiện cho 2 năm cho nên chúng ta sẽ chọn biểu đồ đó là biểu đồ tròn đáp án B bài số 3 số khách quốc tế và doanh thu dịch vụ lữ hành của nước ta giai đoạn 2010 2014 và trong phần này thì chúng ta sẽ có là số khách quốc tế là nghìn lượt người còn doanh thu từ dịch vụ lữ hành là tỷ đồng như vậy ta có hai cái đơn vị khác nhau mà cái số mốc năm ở đây là 5 mốc năm nên chúng ta sẽ về biểu đồ kết hợp cột và đường. Chúng ta chọn đáp án D. Bài số 4, giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản của nước ta năm 2000 đến 2010, đơn vị là tỷ đồng. Yêu cầu của đề là thể hiện tốc độ tăng trưởng. Như vậy chúng ta dựa vào từ khóa là tốc độ tăng trưởng và 4 mốc năm thì chúng ta sẽ xác định được ngay, đó là chúng ta sẽ về biểu đồ tốc độ tăng trưởng, đáp án B. Bài số 5 Sản lượng thủy sản khai thác nuôi trồng của nước ta giai đoạn 2009-2016 đơn vị là nghìn tấn và yêu cầu của chúng ta là thể hiện sản lượng khai thác và nuôi trồng. Thì đối với bài này thì chúng ta thể chọn ngay đó là biểu đồ cột. À, chúng ta thể hiện mỗi mốc năm như vậy là hai cột là một cột về khai thác và một cột về nuôi trồng. như vậy chúng ta chọn đáp án A. Như vậy là thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong về những cái đặc điểm những cái bí quyết để chúng ta xác định chọn đúng cái biểu đồ và tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em thực hiện cái nội dung là đọc Atlas địa lý Việt Nam trong phần này chúng ta sẽ có một số lưu ý chúng ta sẽ thực hiện học với Atlas địa lý Việt Nam thông qua các bài và một số các bài tập rèn luyện thứ nhất là chúng ta cùng đến với một số cái lưu ý khi đọc Atlas địa lý Atlas địa lý thực sự là bảo bối trong việc học tập và thi môn địa bên cạnh cái vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học tập thì đây là một cái kênh tham khảo rất là chất lượng và các em lưu ý 6 cái nội dung cơ bản về Atlas địa lý Việt Nam. Đầu tiên là các em sẽ nắm được cấu trúc Atlas bao gồm 4 cái phần cơ bản. Đó là về tự nhiên, dân cư, ngành kinh tế và vùng kinh tế. Thứ hai là các em nắm được ý nghĩa của các ký hiệu dựa vào Atlas địa lý trang 3. Và nắm được cái mục lục để chúng ta lật các cái nội dung thật nhanh ở trang 31. Các em đọc tên ở trang đầu để biết cái nội dung của cái trang đó là gì À, chúng ta xác định được cái mối quan hệ giữa các đối tượng địa lý ví dụ như là mối quan hệ giữa địa hình và khí hậu mối quan hệ giữa địa hình rồi sông ngòi rồi là các yếu tố tự nhiên và kinh tế xã hội nó có mối quan hệ như thế nào để chúng ta xác định hoặc là chúng ta so sánh à, chúng ta cần phải xác định đúng cái trang atlas hoặc là kết hợp các trang atlas để đọc để chính xác hơn và thứ sáu là các cái biểu đồ số liệu và hình ảnh trong atlas chúng ta cần khai thác một cách triệt để và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái hình ảnh những cái trang cụ thể đầu tiên là ở trang số 3 thì các em sẽ có hệ thống các ký hiệu chung để chúng ta đọc và các yếu tố về tự nhiên các ngành công nghiệp các trung tâm công nghiệp các cây trồng vật nuôi hay là các cái yếu tố các cái à, nội dung liên quan trang Atlas Lát Lát 31 chúng ta biết được là cái mục lục à, của các cái nội dung liên quan để khi chúng ta à, có câu hỏi chúng ta sẽ đọc thật là nhanh lật thật là nhanh À, chúng ta đọc các cái nội dung ở trên đầu trang à, để chúng ta xác định được ngay là cái trang này thể hiện cái gì, ví dụ như là trang kinh tế chung hay là các miền tự nhiên. Như vậy khi gặp các câu hỏi liên quan đến cái chủ đề đó thì chúng ta sẽ lật ngay đến phần này. Tiếp theo là chúng ta cần phải biết phân biệt các vùng kinh tế, các vùng nông nghiệp thì các em có thể sử dụng thêm Atlas địa lý về trang 17, 18, 26, 27, 28 và 29. À, để thể hiện về các cái vùng, các cái ngành nổi bật. Ví dụ như là trang về kinh tế chung hoặc là trang về nông nghiệp hoặc là các cái trang liên quan đến cái à, vùng kinh tế. À, ví dụ vùng kinh tế thì à, trong cái phần đầu người ta đã ghi chúng ta rất rõ về cái tên vùng và ở trong phần này thì khi câu hỏi đến cái vùng nào chúng ta lại lật vùng đó ra để chúng ta trả lời. Tiếp theo là chúng ta cần phải biết phân biệt các tỉnh thành phố. Trong phần này các em nên sử dụng trang 4 và trang 5. Là cái trang hành chính để chúng ta xác định cái tên hành chính Bên cạnh đó các em cũng có thể xác định ở trang 17 Để à, kể tên các cái à, à, địa danh hành chính của Việt Nam Chúng ta cùng đến với nội dung thứ hai Đó là học với Atlas địa lý Việt Nam Đối với bài 6, 7 Thì chúng ta tìm hiểu dựa vào trang 13 và 14 Để tìm hiểu về đất nước nhiều đồi núi Đầu tiên thì các em có thể tìm hiểu về vùng Đông Bắc Thì Đông Bắc thì nằm ở phía đông thung lùng sông Hồng thì này chúng ta có dòng sông hồng thì phần phía đông à đó chính là vùng đông bắc có bốn cánh cung trùng lại ở tam đảo à, có hướng là mở rộng ra phía bắc và ra phía đông đó là cánh cung sông gâm ngân sơn bắc sơn và đông triều rồi tiếp tục thì chúng ta có thể thấy được là địa hình là thấp dần theo hướng từ tây bắc xuống đông nam thì chúng ta phải dựa vào cái lát cắt AB thì các em thể thấy được là địa hình có xu hướng nghiêng tây bắc đông nam À, những cái đỉnh cao trên 2 000 m ở thượng nguồn sông chảy, như vậy chúng ta sẽ xác định được cái dòng sông chảy ở thượng nguồn. Chúng ta có thể kể ra các cái đỉnh núi cao ở đây. Bên cạnh đó, chúng ta có thể kể ra các cái vùng sơn nguyên, các vùng cao nguyên đá vôi nổi bật ở khu vực Hà Giang, Cao Bằng. Còn ở khu vực trung tâm là các cái vùng đồi núi thấp. Về vùng núi Tây Bắc thì chúng ta sẽ xác định sông Hồng và sông Cả thì giữa sông Hồng sông Cả đó chính là vùng núi Tây Bắc. Đây là vùng có địa hình cao nhất nước, nổi bật là ba giải địa hình theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Ở phía đông thì chúng ta sẽ có là Hoàng Liên Sơn với hướng Tây Bắc Đông Nam và có đỉnh Phan Chi 3.143m. Còn phía Tây là các dãy núi Trung Bình là Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao với độ cao trên 1.800m chạy dọc biên giới Việt Lào. Rồi ở phần này tiếp theo thì ở dừa thì chúng ta có các cái Cao nguyên đá vôi như là Cao nguyên Sơn La, Cao nguyên Mộc Châu. À, xen giữa các cái thung lũng là các cái sông cùng hướng, ở trong phần này các em có thể đọc được ví dụ như sông Đà, sông Mã hay sông Chu. À, tiếp theo là vùng Tây Bắc thì chúng ta có thể xác định được đó là đây là vùng có địa hình cao nhất nước, có độ cao uh, trên à uh, 2000 m với cái diện tích rất là lớn. À, các cái thung lũng sông Đà, sông Mã, sông Chu thì các em có thể đọc được ngay ở trên uh, cái miền địa lý tự nhiên. Tiếp theo đó là bài số 9, Thiên nhiên về đêm gió mùa, trang số 9, Atlas. Thì trong phần này là các em tìm hiểu về cái nhiệt độ trung bình năm là trên 20 độ C, dựa vào cái nhiệt độ, bản đồ về nhiệt độ trung bình. Rồi các em tìm hiểu về lượng mưa cao đạt từ 1.500 tới 2 mm, có một số nơi đạt cao hơn là 3.500 tới 4.000. Ở trong cái phần lượng mưa này chúng ta có thể xác định được những cái nơi lượng mưa lớn. À, chúng ta có tìm hiểu về gió mùa đông bắc à, dựa vào cái trang khí hậu chung à, chúng ta tìm hiểu về gió mùa tây nam à, thì ở đây chúng ta đã có cái hướng gió mùi tên gió vùng tác động à, chúng ta tìm hiểu về bài số 11 thiên nhiên phân hóa đa dạng à, thì trong phần này thì các em sử dụng nhiều cái trang atlas địa lý việt nam để chúng ta tổng hợp các thông tin phân hóa theo bắc nam phân hóa theo đông tây phân hóa theo độ cao Đầu tiên đó là chúng ta tìm hiểu thêm đó là các miền tự nhiên. Thì các miền tự nhiên này thì các em phải sử dụng thêm các thông tin liên quan về các lĩnh vực như là khí hậu hay là đất đai. Bài 15 về bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai các em sử dụng trang số 9 để các em tìm hiểu về phần bảo. Các em đọc được về thời gian hoạt động của bão, xu hướng của bão, tần suất các vùng chịu ảnh hưởng của bão. Còn cái phần hậu quả là giải pháp phòng chống thì các em phải học ở trong sách giáo khoa à, Bài 16 thì đặc điểm về dân số và phân bố dân cư các em sử dụng trang 15 Trang này các em đọc được khá nhiều thông tin liên quan ví dụ như là về cái à, Quy mô dân số và cái à, dân số thành thị và nông thôn Trong phần này nếu như các em tính phần trăm thì các em tính được cái cơ cấu của dân nông thôn và dân thành thị Rồi về những thuận lợi và khó khăn thì các em phải học thuộc À, các em đọc được cái sự phân bố à, của mật độ dân số nước ta dựa vào thang màu, các em đọc được về các cái thông tin liên quan về cái cơ cấu dân số, rồi các em sẽ thấy được cái sự chênh lệch về mật độ dân số giữa các vùng núi và các vùng đồng bằng. À, ở trong phần này thì các em có thể xác định là vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long là những vùng có mật độ dân số cao với cái à, màu sắc nó nổi bật hơn ở cái mức độ đó là ở đồng bằng sông Hồng có cái vùng diện tích và có mật độ dân số khá là cao ở trong án lá địa lý chúng ta có hai mức cuối cùng thì các em có thể đọc cụ thể phần này à còn vùng Tây Bắc và vùng Tây Nguyên thì cái mật độ dân số thấp hơn thể hiện bằng cái màu sắc nhạt hơn ở trong phần chú thích mật độ dân số có ghi rõ các em có thể theo dõi kỹ ở trong phần này thì các em có thể là À, xem xét và tính phần trăm về cái uh, dân thành thị và dân nông thôn dựa vào cái biểu đồ cột trồng Và các em có thể nhận xét về cơ cấu dân số nước ta. Còn về phần hậu quả và chiến lược phát triển dân số hợp lý thì các em phải lưu ý học ở trong sách giáo khoa. Về đô thị hóa thì các em sử dụng cái uh, atlas địa lý trang 15 các em đã đọc được về đô thị hóa. Các em đọc được đô thị hóa trung tâm về quy mô dân số rồi các cái đô thị về phân cấp đô thị vân vân. Rồi các em tính được tỷ lệ dân thành thị dựa vào biểu đồ cột, vân vân. À, mạng lưới đô thị ở khắp cái lãnh thổ thì các em có thể xác định được các cái quy mô của các đô thị cũng như là phân cấp của các đô thị dựa vào Atlas trang 15. À, còn phần ảnh hưởng của đô thị thì các em phải lưu ý học ở trong sách giáo khoa. À, chúng ta đến với bài số 22 vấn đề về nông nghiệp thì các em sử dụng trang 18 và trang 19. Trang 18 và trang 19 đã giới thiệu với các em khá là nhiều thông tin liên quan à, Về vai trò điều kiện các em học thuộc Nhưng mà tình hình của các loài cây à, Cây lương thực thì có diện tích sản lượng năng suất bình quân Thì các em có thể sử dụng và khai thác Về diện tích trồng lúa Thì các em sử dụng cái biểu đồ cột và tròn ở cuối trang 19 à, Diện tích và sản lượng à, lúa của nước ta qua các năm Rồi các em về sản lượng ở trong phần này thì các em có thể là xác định được là khoảng 36 triệu tấn Rồi năng suất thì các em phải nhớ vì Atlas thì không có à, Nhưng mà à, cùng ghi năng suất chúng ta tăng và đạt được khoảng 49 ta để nhớ bài hơn Rồi về tình hình sản xuất cây lương thực chúng ta có bình quân à, lúa trên đầu người à, Chúng ta thực hiện cái phép tính dựa vào cái sản lượng lúa trên cái đầu người chúng ta tính ra rồi nước ta là nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới thì trong phần này chúng ta lưu ý chúng ta học thuộc rồi đồng bằng sông Cửu Long là vùng có cái lương thực lớn nhất cả nước ta với trên 50 phần về diện tích và trên 50 về sản lượng và bình quân lương thực đầu người rất cao thì trong phần này thì các em có thể là minh chứng cơ bản thông qua cái việc đó chính là về diện tích và sản lượng lúa của một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long khá là lớn À, Đồng bằng sông Hồng thì à, là vùng sản xuất lương thực thứ hai có năng suất lúa à, cao nhất nước. Thì trong phần này thì chúng ta phải học bài để nhớ nhớ nội dung hơn. Về vấn đề phát triển nông nghiệp, về cây công nghiệp và cây ăn quả thì các em trẻ có tìm hiểu về thuận lợi và khó khăn ở trong sách giáo khoa. Ở phần này thì các em có thể tìm hiểu về diện tích à, và sản lượng của các cây trồng dựa vào các biểu đồ. Rồi. À, À, nước ta là xuất khẩu hàng đầu về cà phê, cao su và điều. Thì trong phần này thì các em có thể là à, tìm hiểu thêm về các cái số liệu liên quan đến cái sản lượng của cái biểu đồ cột và biểu đồ tròn ở cuối trang à, của các cây. Như vậy đối với các trang atlas địa lý Việt Nam thì cung cấp chúng ta khá là nhiều số liệu liên quan. Còn các cái thông tin về lý thuyết thì chúng ta phải học ở trong sách giáo khoa. Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những trường đại học ngoài công lập tốt nhất tại Việt Nam với chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế 4 sao của tổ chức Kiesta Anh Quốc. Là ngôi trường đại học ứng dụng, đem lại môi trường học tập tích cực đẳng cấp quốc tế, nơi 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Đại học Nguyễn Tất Thành lựa chọn hàng đầu cho thế hệ trẻ Việt Nam. Về các cây công nghiệp lâu năm thì chúng ta sẽ có 6 cây công nghiệp lâu năm. Ở trong Atlas trang 18 đã nêu chúng ta khá là rõ Ví dụ như là ở đây chúng ta có cây cà phê, cây chè, cây điều, cây hồ tiêu, cây dừa và cây cao su Một dọc cây ở giữa chúng ta sẽ có 6 cây công nghiệp lâu năm Rồi chúng ta sẽ có sự phân bố của các loài cây Ví dụ như là cà phê thì ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Cây chè là Trung Du miền núi và Tây Nguyên Rồi cây điều ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ Còn cây hồ tiêu thì có ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ Cây dừa thì có ở đồng bằng sông Cửu Long và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Cây cao su thì nổi tiếng đó là ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Cây công nghiệp hàng năm thì các em có thể đọc được ở trang 19 là là mía lạc đầu tương bông thuốc lá. À, ở trong sách giáo khoa thì các em có thêm cây đay và cây cõi Thì cái này Atlas à Địa Lý Việt Nam thì không có Cho nên chúng ta cần phải lưu ý học thuộc cây hàng năm thì à, nổi bật ở đây ví dụ như là cây mía chúng ta có thể phân bố được ở cái vùng à, trung du miền núi bắc trung bộ duyên hải nam trung bộ tây nguyên rồi là các cây khác chúng ta cũng có thể là kể ra tương tự hoặc là cây ăn quả thì chúng ta có thể xác định được ở đồng bằng sông cửu long hoặc là vùng đông nam bộ à, cây ăn quả ở nước ta thì các sản phẩm chủ yếu à, ví dụ như là cam chuối xoài nhãn chôm chôm dứa vân vân thì những cái phần này thì các em phải lưu ý học À theo sách giáo khoa. Bài 24 là thủy sản và lâm nghiệp thì chúng ta sử dụng atlas trang 20 Trang số 20 chúng ta đọc được khá nhiều thông tin liên quan ví dụ như là sản lượng thủy sản của chúng ta qua các năm. Sản lượng về nuôi trồng và khai thác và chúng ta cũng có thể tính được tỷ trọng. À, chúng ta phải xác định được những cái vùng nổi bật ví dụ như là vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Bắc Trung Bộ và vùng đồng bằng à, sông Hồng. Là những vùng về sản lượng về khai thác. Và cụ thể của các tỉnh thành thì các em sẽ sử dụng cái cột để chúng ta tính về thủy sản khai thác và thủy sản nuôi trồng. Và các em sử dụng cái bảng thang màu để xác định về giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của cái tỉnh đó. Trong phần này thì thầy sẽ làm một ví dụ minh họa đó là cái tỉnh Kiên Giang thì nó có cái số liệu là 315 1.157.000 tấn. À, như vậy là chúng ta có số liệu trong phần này. Tuy nhiên một số cái tỉnh nó không có số liệu thì các em sẽ lưu ý rằng là à, 1mm chiều cao của biểu đồ thì tương ứng với 5.000 tấn. Như vậy chúng ta lấy thước chúng ta đo bao nhiêu mm chúng ta sẽ ngân cho à, 5.000 tấn thì chúng ta đã đạt được số liệu. Ví dụ trong bài này thầy tính cho Bình Thuận là đạt 155.000 tấn. Tương tự như vậy chúng ta cũng có thể là tính cho các cái tỉnh dẫn đầu về nuôi trồng thủy sản. Ở trong phần này thì An Giang là 264.000 tấn, Đồng Tháp là 230.000 tấn, Cà Mau là 145.000 tấn. Thì thầy vừa à, hướng dẫn các em chúng ta vừa đọc và chúng ta tính toán để chúng ta có các cái số liệu về cái sản lượng của các tỉnh thành. Chúng ta đến với bài 25 tổ chức lãnh thổ nông nghiệp thì trong phần này các em sẽ sử dụng trang À, về nông nghiệp chung để chúng ta xác định về các cái điều kiện sinh thái à, liên quan rồi chúng ta xác định các cái vùng chúng ta xác định cái hướng chuyên môn hóa của các cái vùng tiếp tục chúng ta đến với bài tiếp theo đó là cơ cấu về ngành công nghiệp cơ cấu về ngành công nghiệp thì các em sẽ à, tìm hiểu được trong phần này đó là về các ngành công nghiệp trọng điểm thì trong phần này người ta có giới thiệu chúng ta về công nghiệp năng lượng, chế biến lương thực thực phẩm, rồi à, sản xuất hàng tiêu dùng và bên cạnh đó có một số ngành khác thì chúng ta phải học thêm như là cơ khí điện tử, vật liệu xây dựng vân vân. Rồi trang 21 thì chúng ta có thể xác định được cơ cấu công nghiệp là có sự thay đổi thì chúng ta dựa vào cái à, biểu đồ tròn ở trong cái tập bản địa lý Việt Nam về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo các nhóm ngành thì trong phần này là tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp khai thác là giảm, tỷ trọng công nghiệp chế biến là tăng và chiếm tỷ trọng lớn nhất, tỷ trọng nhóm ngành sản xuất phân phối điện khi đốt vào nước thì giảm. như vậy trong phần này thì nó có lệch hơi so với bài học, à, nhưng mà chúng ta cũng có thể nhận xét cái xu hướng ở trong cái atlas địa lý Việt Nam khá là thuần tiền. Tiếp theo là phần phân hóa công nghiệp theo lãnh thổ thì các em sử dụng Atlas thì chúng ta có thể thấy được là ở Bắc Bộ thì đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cần là có mức độ tập trung công nghiệp rất cao. Và ở đây thì Hà Nội sẽ tỏa ra theo 6 hướng, theo các cái hướng trục giao thông chính. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là một số cái đặc điểm cơ bản, ví dụ như là Hà Nội, Hải Phòng, Hà Long, Cầm Phả, rồi là Hà Nội, Đáp Cầu, Bắc Giang, Hà Nội, Đông Anh, Thái Nguyên, rồi Hà Nội, Việt trì, Lâm Thao, Hà Nội Hòa Bình, Sơn La, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, thì những cái hướng như vậy sẽ có những cái chuyên môn hóa riêng ở trong phần này thầy giới thiệu và các em cũng có thể là dựa vào atlas thì các em có thể đọc được các hướng chuyên môn hóa dựa vào các cái trục và các cái trung tâm công nghiệp ở phần này thì đó chính là cái nội dung mà chúng ta khai thác về công nghiệp phân hóa theo lãnh thổ còn ở uh, nam bộ thì chúng ta thấy được rằng là hình thành cái giải công nghiệp và nổi bật nhất đó là thành phố hồ chí minh và các cái trung tâm kề bên như là biên hòa Vũng tàu thủ dầu một à, chúng ta có thể kể ra được các cái ngành trong các cái trung tâm công nghiệp đó và trong phần này có một số cái hoạt động công nghiệp mới như là dầu khí sản xuất uh, nhiệt điện uh, phân bón từ cái khí đốt còn ở miền trung thì chúng ta thấy được là các trung tâm công nghiệp rải rác ở khu vực ven biển và ven các vùng đồng bằng nổi tiếng như là Đà Nẵng, rồi là Quy Nhơn hay là Nha Trang. Còn ở vùng Tây Nguyên hoặc là vùng trung du miền núi thì cái công nghiệp nó phải phân tán do thiếu lực lượng lao động, giao thông khó khăn, điều kiện phát triển rất là khó. À, chúng ta cùng đến với cơ cấu ngành công nghiệp. Trong phần này chúng ta tìm hiểu về khái niệm và các cái ngành công nghiệp trọng điểm. Thì phần khái niệm thì các em phải học ở trong sách giáo khoa còn đối với một số ngành công nghiệp trọng điểm thì Atlas có thể hiện về công nghiệp năng lượng, công nghiệp về chế biến lương thực thực phẩm và công nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng. Tiếp theo thì các em tìm hiểu về cơ cấu công nghiệp theo ngành. Thì các em dựa vào cái à, biểu đồ ở trong Atlas địa lý Việt Nam thì các em có thể nhận xét được rằng là tỷ trọng về ngành khai thác là có xuống giảm, tỷ trọng công nghiệp là tăng và chiếm tỷ trọng lớn nhất. À, tỷ trọng về công nghiệp chế biến là tăng 6,7% và chiếm tỷ trọng cao nhất Tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện khí đốt và nước là có xu hướng giảm và giảm 0,6% Ở trong phần này thì về cơ cấu các ngành và số lượng ngành thì các em phải nắm ở trong sách giáo khoa à, Phần tiếp theo đó là phân hóa công nghiệp theo lãnh thổ thì chúng ta thấy được rằng là ở Bắc Bộ thì đồng bằng sông Hồng và vùng phù cận có mức độ tập trung công nghiệp rất là dày đặc và công nghiệp dày đặc nhất cả nước. À, từ Hà Nội tỏa ra theo à, các hướng, theo các tuyến giao thông thì chúng ta sẽ có à, các hướng chuyên môn hóa cụ thể như sau: Hà Nội Hải Phòng Hà Long Cẩm Phả là chúng ta có khai thác than, vật liệu xây dựng và cơ khí. Hà Nội Đáp cầu Bắc Giang thì có vật liệu xây dựng và phân hóa học. Hà Nội Đông Anh Thái Nguyên thì có cơ khí và liền Kim. Hà Nội, Việt Trì, Lâm Thao thì chúng ta sẽ có là giấy hóa chất; Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La thì chúng ta sẽ có là thủy điện; và Hà Nội, Nam Đình Thanh Hóa thì chúng ta sẽ có là điện, diệt may và liệu xây dựng. Ở trong phần này thì các em khi quan sát atlas địa lý Việt Nam thì các em thấy được là giữa các cái trung tâm thì có các cái ngành nổi bật và từ đó chúng ta có thể xác định được các cái hướng chuyên môn hóa của các cái trung tâm hoặc là các cái trục. À, từ Hà Nội tỏa đi các cái cái hướng theo giao hướng giao thông tiếp theo thì các em tìm hiểu về cái ở khu vực Nam Bộ thì hình thành một giải công nghiệp nổi bật đó là Thành phố Hồ Chí Minh lớn nhất à, bên cạnh đó chúng ta có biên hòa Vũng Tàu và Thủ dầu một có nhiều cái ngành mới nổi bật như là dầu khí sản xuất điện à, phân đàm từ khí đốt ở miền Trung thì nổi bật đó là các cái trung tâm như là Đà Nẵng Quy Nhơn và Nha Trang và từ đây chúng ta có thể đọc được cơ cấu ngành của các cái trung tâm đó ở vùng núi và tây nguyên thì công nghiệp phân tán nhỏ lẻ do thiếu về nguồn lao động khó khăn về giao thông các điều kiện để phát triển tiếp theo đó là cơ cấu theo thành phần kinh tế thì các em dựa vào cái biểu đồ ở trong atlas thì các em sẽ nhận xét được sự thay đổi của cơ cấu à, giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế thì giảm tỷ trọng khu vực nhà nước tăng tỷ trọng khu vực ngoài nhà nước và tăng tỷ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Số liệu các em có thể quan sát ở trong cái trang công nghiệp chung về cái biểu đồ thể hiện cái cơ cấu thành phần kinh tế. Tiếp theo đó là chúng ta tìm hiểu về ngành công nghiệp khai thác than. Thì các em sử dụng ngành trang về công nghiệp năng lượng. Thì các em sẽ đọc được về à, sản lượng than qua các năm. Sản lượng than qua các năm. À, đặc biệt ở đây thì chúng ta sẽ có số liệu của năm 2005, 2007, sự phân bố về than. À, còn các nội dung về than nâu, than bùn thì chúng ta vẫn phải xem ở trong sách giáo khoa. Rồi về công nghiệp khai thác dầu khí, thì công nghiệp khai thác dầu khí thì các em sử dụng trang công nghiệp chung. Thì các em có thể thấy được rằng là ở đây có sự phân bố của một số cái mỏ dầu khí ở thềm lục địa phía Nam. Còn các cái thông tin liên quan đến nhà máy lọc dầu Trung Quốc thì các em phải học bài. À, về công nghiệp điện thì các em sử dụng lại cái trang công nghiệp năng lượng để các em đọc về nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, chúng ta có thể xác định được các cái tiềm năng phát triển. Chúng ta xác định được các cái nhà máy, chúng ta xác định được cái công suất của các cái nhà máy dựa vào các cái thông tin liên quan của trang Atlas địa lý mang lại. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể xác định được các cái nhà máy về nhiệt điện ở miền Bắc và miền Nam có cái sự khác nhau về nguồn nguyên liệu ví dụ miền Bắc thì chạy bằng nguồn nguyên liệu là gì à, còn miền Nam và miền Trung thì sử dụng cái nguồn dầu à, nhập nổi để phát triển về công nghiệp nhiệt điện như vậy à, dựa vào cái trang Atlas chúng ta cũng có thể khai thác nắm thêm các thông tin liên quan à, tiếp theo đó là về tổ chức lành thổ công nghiệp thì trong phần này các em sử dụng trang số 21 thì à, trong phần này à, à, có thể tìm hiểu về các vùng công nghiệp và các trung tâm công nghiệp của các vùng. À, tuy nhiên chúng ta phải xác định cho rõ các vùng công nghiệp của nước ta. Tiếp theo đó là về bài giao thông vận tải, các em sử dụng trang 23. Giao thông vận tải trong phần này thì cái đặc điểm phát triển của các cái loại đường thì các em cần phải học thuộc. Ở trong atlas địa lý Việt Nam có giới thiệu chúng ta các đường. Ví dụ như là đường sắt, rồi là đường hàng không, các cảng, các sân bay, rồi các cái tuyến đường bộ hay là các cửa khẩu vân vân để cho chúng ta xác định các cái địa điểm, các cái tuyến à, giao lưu của Việt Nam với trong nước hoặc là Việt Nam với quốc tế. Còn về hoạt động về bưu chính viễn thông thì các em cần phải học bài. À, về phần thương mại thì các em sử dụng trang số 24 du lịch, sử dụng trang 25. Về thương mại thì chúng ta tìm hiểu về nội thương. Thì à, về nội thương thì các em tìm hiểu về các hoạt động tổng mức bán lẻ của các cái địa phương trong này. À, về trang thương mại. Còn các nội dung khác các em phải cần phải học thuộc. Về ngoại thương về tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng thì các em có thể đọc được ở trong atlas. Rồi về các cái thị trường và cái tình hình xuất nhập khẩu thì các em dựa vào cái biểu đồ à, ở trong atlas địa lý và một cái bản đồ về phân bố cái thị trường xuất nhập khẩu của nước ta. Về các mặt hàng về xuất khẩu và nhập khẩu thì các em quan sát kỳ ở trong cái biểu đồ cơ cấu nửa tròn về mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Từ đó chúng ta để xác định được các cái mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu cụ thể là như thế nào. Ở trong trang 24 được thể hiện khá là rõ rệt các phần này. Rồi về du lịch các em sử dụng trang 25 về khái niệm thì các em cần phải học thuộc. Còn ở trong trang 25 giới thiệu với các em về tình hình của khách à, du lịch và doanh thu từ du lịch qua thời gian về cơ cấu khách du lịch, về các trung tâm du lịch cấp quốc gia và cấp vùng và đặc biệt đó chính là các cái tài nguyên du lịch của nước ta. Thì trong phần này các em sẽ xác định được các tài nguyên du lịch tự nhiên, các tài nguyên du lịch nhân văn, chúng ta sẽ đọc ra các cái minh chứng trên cái phần bản đồ của Việt Nam. Và một số hình ảnh thể hiện được cái tài nguyên du lịch nước ta phong phú đa dạng. Tiếp theo về các vùng kinh tế thì chúng ta sẽ dựa, sử dụng các cái trang vùng À, bài số 32 Trung du miền núi Bắc Bộ thì các em có thể thấy được rằng là sử dụng trang 17 để các em xác định được uh, tên 15 cái tỉnh thành. À uh, 15 tỉnh thành đó là tên in Hoa trừ bầu tím. Uh, chúng ta có thể sử dụng trong phần này. Trang 17 thì thể hiện khá là rõ rệt về cái vùng ranh giới vùng cho nên khi chúng ta đọc chúng ta cũng uh, khá là thuận tiện. Tiếp theo là về cái khoáng sản thì chúng ta sử dụng thêm trang số 8 và Thủy Điền chúng ta sử dụng trang 22 để chúng ta đọc thêm. Như vậy đối với trang vùng là các em sử dụng ngoài trang vùng tổng hợp thì các em sẽ sử dụng các cái trang liên quan để chúng ta xác định các nội dung. Ví dụ như là khoáng sản chúng ta có sắt ở Yên Bái, chì kèm ở Bắc Cạn, đồng vàng ở Lào Cai, đồng Niken ở Sơn La, thiếc bô xít ở Cao Bằng, vân vân. Rồi về Thủy Điền, thì chúng ta cũng có thể sử dụng công nghiệp năng lượng để chúng ta đọc tên các cái nhà máy thủy điện công suất của các cái nhà nhà máy đó và các cái nhà máy đó nằm trên cái sông nào và chúng ta cũng dựa vào các cái điều kiện tự nhiên chúng ta có thể phân tích thêm các cái tiềm năng à, về phát triển thủy điện như là hệ thống sông rồi về à, các cái thế mạnh của vùng về thế mạnh phát triển cây công nghiệp thì chúng ta có thể đọc được các cái sản phẩm về cây công nghiệp các điều kiện thì chúng ta cần phải học thuộc các sản phẩm sự phân bố của các cái cây trồng ví dụ như là cây chè tập trung nhiều ở khu vực Thái Nguyên. Rồi chúng ta có thể thấy được ở khu vực ở Lai Châu, Lào Cai cũng có sự phân bố của cây chè. Bên cạnh đó chúng ta phải đọc các cái cây liên quan khác. Rồi về thế mạnh phát triển kinh tế biển thì trong phần này về cái hoạt động kinh tế biển thì không nhiều các thông tin. Nhưng mà các em có thể xác định được một số thông tin liên quan ví dụ như là các cái vùng biển ở vịnh Bắc Bộ à, có thể điều kiện phát triển về đánh bắt rồi các hệ thống cảng của tỉnh Quảng Ninh hay là các cái trung tâm về du lịch. Tiếp theo đó là vùng đồng bằng sông Hồng, các em sử dụng trang 4 năm để đọc về các tỉnh thành. Các em sử dụng thêm về các cái trang liên quan về điều kiện để chúng ta xác định các thế mạnh hạn chế và vấn đề chuyển dịch cơ cấu. À, của của vùng đồng bằng à, ví dụ như chúng ta tìm hiểu về đất đai về khí hậu về sông ngòi hay chúng ta tìm hiểu về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung hay là vấn đề về dân cư để chúng ta xác định các cái thế mạnh và hạn chế của vùng đồng bằng sông hồng vùng bắc trung bộ chúng ta sử dụng cái trang vùng bắc trung bộ tổng hợp chúng ta sẽ có những cái khái quát chung à, chúng ta tìm hiểu về đặc điểm về nông lâm ngư À, chúng ta tìm hiểu về các hoạt động về công nghiệp, về giao thông vận tải, vân vân ở trong trang à, tổng hợp đều thể hiện. Về duyên hải Nam Trung Bộ cũng tương tự như vậy, chúng ta để tìm hiểu về khai quát chung, à, chúng ta tìm hiểu về các hoạt động về kinh tế biển. À, chúng ta có thể xác định được các cảng biển, các trung tâm du lịch, các nghề cá, hoạt động của nghề cá hay là các cái tuyến đường liên quan đến với Tây Nguyên. À, chúng ta tìm hiểu về hoạt động công nghiệp, các cơ sở hạ tầng, các sân bay, bến cảng, vân vân về vùng tây nguyên thì chúng ta dựa vào cái trang tây nguyên chúng ta cũng sẽ xác định được cái thông tin chung khai quát chung và các điều kiện về phát triển ví dụ như là địa hình đất đai khí hậu sông ngòi là chúng ta sử dụng các cái trang chuyên của những cái lĩnh vực đó về cây công nghiệp thì đọc khá là tốt chúng ta có thể xác định được các loài cây sự phân bố các loài cây các điều kiện phát triển thuận tiện cho phát triển cây công nghiệp phần lâm sản thì chúng ta cần phải tự học à, chúng ta có một chút thông tin về cái trang lâm nghiệp đó là cái à, tỷ lệ đồ che phủ rừng ở cái trang lâm nghiệp về thủy điện thì các em có thể đọc được khá là nhiều thông tin liên quan đến cái trang năng lượng à, ở khu vực tây nguyên chúng ta có thể đọc được tên các nhà máy các nhà máy trên sông và công suất của các nhà máy và từ đó cũng có thể suy luận ra các điều kiện phát triển của cái à, nhà máy thủy điện ở vùng tây nguyên về vùng đông nam bộ thì các em sử dụng cái trang tổng hợp về đông nam bộ à, chúng ta xác định được về thông tin chung về được vị trí về các tỉnh thành về tiếp giáp à, khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu chúng ta cần phải học thuộc rồi à, các cái hoạt động về công nghiệp như là nhà máy rồi cái uh, các cơ ngành trong cái trung tâm công nghiệp chúng ta cũng có thể xác định được À, về nông nghiệp thì chúng ta cũng có thể xác định được sự phân bố các loài cây trồng, rồi các hoạt động kinh tế liên quan đến kinh tế biển như là cảng biển, rồi là phát triển du lịch biển. Vùng đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta sử dụng trang tổng hợp về vùng, chúng ta phải xác định được về cái tỉnh thành, ranh giới tiếp giáp, đặc điểm cơ bản về đất đai, khí hậu, khoáng sản của vùng này. Các vấn đề về sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên đồng bằng thì chúng ta cần phải học thuộc. Còn về bài biển đảo thì chúng ta có thể sử dụng trang 4 và trang 5 để tìm hiểu các thông tin liên quan chung và đặc biệt là chúng ta tìm hiểu các cái ngành, các cái vùng liên quan khi chúng ta tìm hiểu về bài biển đảo. Ở trong phần này ví dụ như là chúng ta tìm hiểu về các cái đảo, các cái huyền đảo thì chúng ta có thể sử dụng trang 4, trang 5 để chúng ta tìm hiểu. Rồi chúng ta tìm hiểu về các cái trang chuyên ngành để chúng ta tìm hiểu về các hoạt động liên quan ví dụ như là du lịch biển các hoạt động về giao thông vận tải biển hoặc là các hoạt động về thủy sản. Tiếp theo đó là vài vùng kinh tế trọng điểm thì chúng ta sử dụng atlas trang số 30. Atlas trang 30 giới thiệu chúng ta về ba vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có về hoạt động kinh tế, rồi trung tâm công nghiệp, các điều kiện phát triển, rồi là cái giá trị sản xuất công nghiệp và đặc biệt đó là GDP của vùng so với à, cơ cấu, rồi cái đóng góp của GDP của vùng so với cả nước. thì trong phần này các em sẽ đọc được các thông tin liên quan cụ thể đó là cái tỉnh thành, các cái thế mạnh phát triển, rồi là các hoạt động về giao thông, các trung tâm công nghiệp, các ngành công nghiệp, rồi là diện tích và tỷ trọng GDP của các cái vùng kinh tế trọng điểm. còn hướng phát triển thì các em phải đọc và học ở trong sách giáo khoa. À, như vậy là thầy giới thiệu các em về cách À, chúng ta đọc atlas địa lý Việt Nam và chúng ta áp dụng vào trong từng bài học. À, thầy cũng rất mong là các em phải sử dụng cái atlas địa lý Việt Nam thật là cẩn thận, thật là à, cần thiết trong quá trình chúng ta học môn địa. Và bây giờ chúng ta cùng đến với một số cái bài tập rèn luyện. Căn cứ vào atlas địa lý Việt Nam trang 13 cho biết dãy núi nào có hướng vòng cung. Như vậy dãy núi có hướng vòng cung chúng ta xác định được ngay đó là dãy núi hướng vòng cung là dãy Ngân Sơn. Câu số 2, căn cứ Atlas địa lý trang 26 cho biết trung tâm công nghiệp nào đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất từ trên 40 đến 120.000 tỷ đồng. Thì trong phần này chúng ta đã xác định đó là trung tâm Hải Phòng. Câu 3, căn cứ Atlas trang 22 cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có quy mô rất lớn. Như vậy, ở đây là trung tâm về chế biến lương thực thực phẩm nhưng mà quy mô rất lớn thì chúng ta xác định được ngay đó là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Câu số 4, căn cứ vào atlas địa lý trang 10 cho biết lưu lượng nước trung bình của trạm sông Hồng tại khu vực Hà Nội lớn nhất vào tháng nào trong năm? Thì chúng ta dựa vào cái à, lưu lượng nước trung bình ở trong atlas trang 10 thì chúng ta có thể xác định đó là ở cái trạm Hà Nội thì tháng 8 là tháng có lượng lượng nước lớn nhất. Câu số 5, căn cứ vào atlas địa lý trang 13 và 14 cho biết thành phố Đà Lạt nằm trong cao nguyên nào? Thì trong phần này chúng ta xác định được Đà Lạt và chúng ta xác định được cái cao nguyên nằm khu vực đó, đó là cao nguyên Lâm Viên. Đáp án B. Câu số 6, căn cứ vào atlas địa lý Việt Nam trang 4 năm cho biết tỉnh thành nào sau đây giáp Campuchia cả trên đất liền và trên biển. Như vậy ở trong phần này chúng ta để xác định là Kiên Giang là giáp cả trên đất liền và cả trên biển đối với đất nước Campuchia. Như vậy là thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong chuyên đề cuối cùng, đó là chuyên đề về biểu đồ và atlas địa lý Việt Nam. Đây là một chuyên đề rất là quan trọng. Đối với phần biểu đồ, các em lưu ý các từ khóa để chúng ta xác định chính xác các dạng biểu đồ. Còn đối với Atlas Địa lý Việt Nam, các em tăng cường sử dụng, sử dụng thường xuyên và kết hợp với sách giáo khoa. À, thầy chúc các em thi thật là tốt và đạt kết quả thật là cao. Thân mến, chào tất cả các em. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình. Bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. đào tạo đa dạng đa lĩnh vực siu mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa chúng tôi đã được truyền cảm hứng tiếp thêm sự tự tin chúng tôi được học cách học cách nghĩ và cách sống một môi trường lý tưởng để sáng tạo để trải nghiệm để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay hiện đại năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã không